Model là Kenwood SG5. Dàn này lỗi CD nhưng mà chức năng MD hoạt động ok. Mình đang nghe nhạc qua đĩa MD nha. Đĩa MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất bền, có thể chép nhạc, xóa nhạc thoải mái trên cái đĩa này. Bên em có bán MD và chép theo cầu các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép vào đĩa cho mình nha. Một bộ dàn rất đẹp, rất độc đáo với cái lo thiết kế, mấy con thấy là nó xếp như vậy. Lo zin theo dàn nha, rất đẹp. Một bộ dàn mà em nghĩ vừa đọc vừa đẹp đây. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi ao ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Thì em đang cắm sẵn điện thoại, chút xíu mình sẽ test luôn chức năng này nha. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ với em. Phía sau amply có hỗ trợ hai ngõ optical, một in, một out để mình làm giải mã DAC kết nối max TV qua tín hiệu quang. Dùng làm đầu đáp nha. Và dàn này công suất âm ly tương đối khá lớn. Thôi giờ mình quay mặt sau nha. Ngồi ao ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nên em có bán cục đổi nguồn hoặc là dây kết nối điện thoại kèm chung dàn. Cách nào có mua thêm thì liên hệ để em ship chung cho mình. Hai ngõ optical, một in, một out, dùng làm đầu đáp, giải mã DC kết nối max TV. Công suất âm ly là 65W. Công suất loa là 60W trên cặp loa nha. Đủ ngõ kết nối phía sau. Loa zin theo dàn Kenwood SG5. Loa thiết kế độc đáo. Amply đầu nằm rất là nặng. Bây giờ em quay mặt trước cho các anh tham khảo. Rất đẹp đúng không? Vô cùng đẹp. Lâu lâu về những mẫu độc độc như vậy mình mua, thứ nhất là mình nghe nhạc. Thì đương nhiên mục đích chính của mình là phải nghe nhạc rồi. Nhưng mà mục đích thứ hai cũng không kém phần quan trọng là gì? Trưng bày những bộ dàn độc độc như vậy. Mini thông thường gặp hoài, lô nào cũng có, dàn nào cũng có. Nhưng mà mini độc độc như vậy rất là hiếm về. Độc đáo gì là rinh ngay liền, giá không có mắc 1 triệu ngoài thôi. Mình đã có một bộ dàn nội địa Nhật, làm thay lo vi tính, làm thay lo tivi, làm thay lo điện thoại. Mà độc đáo như vậy thì còn gì bằng, đủ ngõ kết nối luôn. Đúng không? Bây giờ mình em sẽ test nhạc qua điện thoại cho các anh tham khảo rồi kết thúc clip test nha. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này cộng giúp em 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ, cộng với phí ship cộng giúp em 300 nha. Kết bạn Zalo 0931008099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh tham khảo và chốt hàng cho mình. Khi đi lặng lẽ trong những đêm Đây là ngõ ao ít nha. Đây mình nhắn vào đây.
trước hùng gửi thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Đây là điểm hả đi? Hôm nay xong hết rồi, tình bạn xong trong tôi, thư này thay câu. Bây giờ em xin kết thúc clip test, ca nào mua bộ vàng này vui lòng à. Các bạn Zalo để em tư vấn nha. Lớp chung vui, thời em xin nhắc lại, chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang cả bộ vàng là 50cm. Vàng này sử dụng tốt cho phòng 20-25m2, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Mười năm hao giấy viết mòn bàn tay.